Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình ca nhạc cải lương của Đài Phát thanh Đồng Tháp. Thưa quý vị và các bạn, nổi tiếng từ rất sớm và giọng ca mang nét riêng độc đáo chính là điều kiện đầu tiên đưa nghệ sĩ Mỹ Châu đến với vinh quang. Cho tới bây giờ, dù không được phong tặng danh hiệu gì về ca giọng cổ, nhưng nhắc đến Mỹ Châu, người ta không thể phủ nhận một điều, chính giọng ca ấy đã góp phần chắp cánh cho bài giọng cổ vươn mãi vào những nỗi đam mê. Trong chương trình ca nhạc cải lương của Đài Phát thanh Đồng Tháp hôm nay, quý vị và các bạn sẽ có dịp nghe lại giọng ca của nghệ sĩ Mỹ Châu qua những bài tân cổ và những trích đoạn cải lương được yêu thích. Mở đầu chương trình là một biên soạn của tác giả Viễn Châu viết từ bản nhạc cùng tên của nhạc sĩ Lê Thương mang tên Hòn Giọng Phu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình ca nhạc cải lương của Đài Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình đang giới thiệu cùng quý vị và các bạn giọng ca của nghệ sĩ Mỹ Châu. Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ Mỹ Châu có chất giọng thổ trầm buồn đầy quyến rũ, cộng với những sáng tạo tìm tòi phù hợp đã làm cho giọng ca của nghệ sĩ thêm não dạ người nghe. Liên tục chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe nghệ sĩ Mỹ Châu trình bày một biên soạn nữa của tác giả Diễn Châu mang tên Lá thư miền Trung. Lẻ bóng đèn quý đệ tưởng bóng thương hình, nhớ liều tranh nhẹ dương làng
buổi sáng, Quỳnh và tôi cùng nhau tập thể dục. Mỗi ngày mới bắt đầu với nhiều niềm vui và bất ngờ. Chúng tôi là bạn rất thân, từ thời trung học, đi đâu cũng có nhau. Và sở thích của cậu cũng là sở thích của mình. Chúng tôi có nhiều điểm chung, thậm chí là còn có bạn trai cùng thời điểm nữa. Rồi một ngày, chúng tôi phát hiện ra, ngoài chúng tôi, bạn trai của chúng tôi còn có quan hệ với nhiều người khác. Chúng tôi đã rất lo lắng. Và một ngày nọ, cả hai quyết tâm cùng đi xét nghiệm HIV. Một trong hai chúng tôi nhận kết quả dương tính. Quỳnh đã giúp tôi vượt qua thử thách lớn này. Tôi cũng được tư vấn cách chữa trị và bảo vệ sức khỏe. Chính nhờ xét nghiệm kịp thời mà giờ đây tôi vẫn có thể sống khỏe mạnh, vui vẻ và tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình. Bạn tôi giờ lại là một cô gái yêu đời, xinh đẹp và không bỏ lỡ một buổi tụ họp bạn bè nào cả. Nếu bạn nghi ngờ, hãy đến ngay phòng tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện. Xét nghiệm kịp thời giúp bạn định hướng cuộc sống tốt hơn. Nếu gặp hai chúng tôi, chắc bạn không thể biết ai là người sống chung với HIV đâu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình ca nhạc cải lương của Đài Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình đang giới thiệu cùng quý vị và các bạn giọng ca của nữ nghệ sĩ Mỹ Châu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại một biên soạn của tác giả Trọng Nguyễn được bạn nghe đài gần xa yêu thích qua giọng ca của hai nghệ sĩ Mỹ Châu và Phương Bình. Đó là bài Quê Anh Quê Em. Những chàng trai phù đông.
bùng bên anh đuốc gương mặt mọi người thành dạng đóa hoa. Chiếc áo núi chưa lành nhưng mối thù được tả, cây lại xanh trời ôm vách đã đứng lên. Suối thủy tiên reo như bản đàn giao hưởng, hòa với núi rừng muôn thuở của quê em. Giặt trái rồi núi lại tiếp tục nuôi cây, để cây thành cổ thụ lúa hai mùa trên mình nuôi cùng dài bông. Kìa ấm êm Mỹ Thành Tây Vĩnh Trung lạc quê lúa tràn đồng ôm chân nuôi mênh mông. Em đã hát rồi, còn anh kể tiếp đi anh. Nơi quê hương cánh tàu bằng ghe biển, sao anh cứ lẩn vờ ngắm trời xanh dường như xót xa. Để quay về xa chưa hình dung bao nhớ thương trong đời. Dù lần này có quên chiều mai anh kể thêm cho tròn. Anh xin kể đây chuyện quê anh đánh tàu bên Mỹ bằng xuồng câu và ghé biển. Giữa sóng gió mênh mông cho tấm lòng yêu nhà thương xóm, nghe mắt cay cay mỗi khi người thân dính biệt sao trần pháo nổ bom gầm. Đến rạch gốc Viên An làng xóm không còn phải tránh ở rừng sâu, sống như từ bộ lạc mà ngày xưa nghe mẹ kể. Cất nước từng lon đói ăn trái mắm mà chẳng một ai chịu lìa bỏ nơi này. Công sự nghiệp sông ra khơi bình dị như bùa lưới giăng câu, mỗi chiến công phải đổi bằng xương máu. Kìa lời mẹ gọi mênh mông tin chiến thắng bay về. Từng cột khói giọt lên giữa biển chiều
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình ca nhạc cải lương của Đài Phát thanh Đồng Tháp. Thưa quý vị, giọng ca Mỹ Châu một thời được mệnh danh là Liêu Trai bởi cái não nùng, buồn tảm, cũng là một giọng ca mà cho đến bây giờ chưa có ai bắt chước được. Tuy nhiên, nhắc đến Mỹ Châu, người ta nhớ nhiều những vai diễn của nghệ sĩ trong những vở cải lương kiếm hiệp. Một trong số đó là vở Tiêu Anh Phụng của tác giả Đoan Thảo. Chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe lại một trích đoạn trong vở cải lương này. Đường ra quang ải bụi vàng che bóng áp, giọt tà quy nhuộm đỏ ánh gươm đao. Chiều tông biệt mới rõ mặt anh hào, trên tuấn mã giáng thuyền quyên quay dùng. Quốc quân hành giáng dội, đội ngũ đã lên yên, đâu dám phiền đóng cung giờ tổng viên. Giữa chốn quan san xin được rót rượu bồ đào nâng chén, dạ quan chúc nàng công thành đại cao. Và cũng thầm bảo với khách thuyền quyên là duyên số đôi ta đã đem ra thách đô với xa. Xoắn đê chim ngôi thiên triều nay phải đành tan. Có đứa cài đặt quyền soi chủ bù này, báo đem thờ lên núi kéo bình xuống thành đô quốc hoàng cung. Quan cho tôi tất giả.
phơi bày. Đây chứng minh ai kia đừng nói thêm gì. Này trên đây bước thơ loạn thầm, họp chung nhau bước ngôi phù dương. Cuối xin người có thương cho hạ thần tình ngay. Thề có tâm mỹ đồng, lòng có đâu bồi giống thề. Dù nắng dưới mưa không hề ca, xin giúp cho lời chứng minh ơn tái tạo bằng nó.
nữ xuôi. Phải chăng người về sơn trại mà lòng vẫn gửi nơi cung vàng điện ngọc? Phải chăng người ta đã phủ phàng bối bạc mà tình kia nữ xuôi còn mang nắng ở trong lòng? Trời ơi sao lại trở đánh làm đêm, giữa chiều ca nắng lời buồn tôi vàng dáng trời cao trở triều xuôi kiếm cho hoàng tử bụng ba đôi giả đến nơi này. Mặt ta sẽ hỏi cho hán tường cố sự, tiêu anh cũng này nào phải nghe lòng thú giả lắm. Dạ, hoàng tử cùng gã tùy nhân tìm đường lên sơn trại, xin nữ soái liệu định. Hay á, quả là trời cao có mắt, lâu la, xuống núi. Hoàng gia đây rồi, chạy đâu chứ khỏi. Khoan, tiêu cô nương ấy chậm tay nghe tôi bài giải, cũng tại bọn gian thần thiết mưu lập kế nên mới có chuyện hiểu lầm làm náo loạn triều trung, chứ nào phải đâu. Thôi chớ dịu lời thêm bận tay, còn chi mà phân giải. Ai đó đã bạc tình, đừng trách kẻ này sao chẳng nghĩ. Xin nàng nhẹ tay cho sao
Quý vị và các bạn vừa nghe một trích đoạn trong vở cải lương Tiêu Anh Phụng qua diễn xuất của các nghệ sĩ Mỹ Châu, Minh Dương và Lệ Thủy. Thưa quý vị và các bạn, trong một thời gian dài, thị trường băng đĩa Sài Gòn ồ ạt phát hành các tuồng mới do Mỹ Châu đóng vai đầu chánh, đều là những số phận truân chuyên lấy nước mắt khán giả. Đặc biệt, giới sáng tác cổ nhạc còn sáng chế ra một giai đờn mang tên Mỹ Châu. Thường thì các nhạc sĩ xuống hò với hai chữ mang thanh ngang và quyền, còn Mỹ Châu thì dùng hai chữ đều thanh quyền. Phong cách này không lẫn lộn với bất cứ ai. Người ca phải có giọng trầm, bảo đảm khoảng lắng nhưng không mất chữ. Nét lạ đó lay động tâm hồn khán giả. Trong vở Khách Sạn Hào Hoa, phong cách diễn xuất trầm buồn, gương mặt lạnh lùng nhưng lôi cuốn của Mỹ Châu đã tạo dấu ấn tuyệt vời cho nhân vật Hiếu. Giai đờn Mỹ Châu do nhạc sĩ Hoàng Thành sáng chế xuất hiện từ đó. Thời gian còn lại của chương trình ca nhạc cải lương hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một trích đoạn trong vở cải lương Khách Sạn Hào Hoa, tác giả Trần Hà, Điêu Quyền, Vũ Kim cùng phần tham gia diễn xuất của nghệ sĩ Mỹ Châu. Đau thương hẳn anh Trung, anh có nghe em nói gì không? Tại sao em lại nghĩ rằng anh đau thương hẳn? Ôi, em mau ước giờ này được ngồi cạnh bên anh, nghe một lời anh nói, tiếng nói dịu dàng, mộc mạc, đơn sơ, không thơ, không nhạc, nhưng nó khiến em chờ đợi suốt mấy năm trường. Anh Trung, giờ này anh ở đâu? Ê! Thôi em về. Về đi. Anh Trung, khuya nay anh đi rồi. Phải, anh phải đi ngay đêm nay cho kịp chuyến. Và anh thấy hoa lộ trước khi trời sáng em à. Như vậy là chúng ta chỉ còn quanh khắp nữa thôi. Đến rồi anh lên đường, em có còn đưa đi đường giao thông? Thôi đêm nay là lần chia tay, không nên lưu luyến em ơi. Anh đi, em nên hạnh diện cho anh về. Cả tâm huyết, cả một quái tình, tự bi bách đi gan go mới được tiễn vào chân quê. Anh lên tình hay xuống điền, anh vào chủ lực gia nhập tiểu đoàn, như cánh chim tung khắp trời nam. Anh ra đi, anh đặt tất cả hy vọng vào em. Em sẽ xứng đáng là người con tốt của gia đình, của xã hội. Anh xin gửi gắm cả hai gia đình lại cho em.
Hay quá ha em, lời lẽ ngây thơ mà trang chứa tình nồng nghĩa mặn. Để em hò đáp lại nha anh. Hò bừng sôi, nói tới non nước xa vời là anh đã quên đứt em rồi. Ừ, quên hồi nào, anh sẽ viết thơ về cho em mỗi một ngày 2 lá nè. Mấy lá? 2 lá. Ý, một ngày mà viết 2 lá. Ừ. Trời ơi, dốc quá à. Sao nói anh nói dốc? Nói nhanh vậy chứ, bộ đội nó năng cả ngày anh viết thơ cho em không à.
chưa có sai em giây phút nào là anh đã dốc rồi. Quên anh, quên anh nói là một tuần anh sẽ viết về cho em hai lá. Một tuần mà viết hai lá thì còn tin được, chứ một ngày mà viết hai lá hả, thì dốc quá hả. Người ta nói một tuần mà. Mà đổi danh hả, chỉ có một tuần đầu thôi, qua tuần sau là quên em tuốt luôn. Đó đó, nghi quan cho người ta rồi đó. Nè, tin anh nghe. Thôi không tin đâu. Thôi tin á. Thôi không tin. Tin. Thôi kệ, tin đại đi. Trời ơi, tin mà tin đại. Không, tin thiệt hả? Rồi, tin thiệt đó. Bởi vậy em ghét anh ghê à. Tính cho cái này mà không cho. Chứ gì vậy, đưa đi. Nói vậy chứ anh xoay bển đi. Xoay bên đây hả? Rồi, nhắm mắt không? Thôi khỏi cần. Rồi, xoay qua đi. Đưa cái tay mặt đây. Đây. Em cho nè. Ý, đồng hồ. Đem đeo cho anh nha. Trời ơi, đẹp ghê hả em. Ý, sao đeo tay này? Thì đeo tay mặt chứ đeo tay nào giờ? Đồng hồ đó giờ người ta đeo tay trái cho đeo tay mặt. Đeo tay mặt ta nói mình cù lần á. Cù lần gì? Ai đeo tay trái hả? Thì kệ người ta. Còn em hả? Em bắt anh phải đeo cái tay mặt. Anh biết tại sao vậy không? Sao? Tại vì anh á, anh thuận cái tay mặt. Thành ra em phải đeo cái đồng hồ vào tay mặt. Để mỗi khi mà làm việc đó, anh nhớ tới em. Chứ nếu mà đeo qua tay trái rồi, anh quên em sao? Phải à ha. Nhớ nghe không? Suốt cả một cuộc đời đó, anh phải đeo cái đồng hồ vào tay mặt để mãi mãi anh nhớ tới em. Anh mà đeo qua tay trái hả? Là anh đã quên em rồi đó. Quên sao được mà quên. Nghe anh hứa là nghe. Suốt một cuộc đời anh phải đeo cái đồng hồ này vào tay mặt để mãi mãi nhớ tới em. Hiếu à, dạ. Tiền đâu em mua đồng hồ này vậy? Em để dành từ khi em còn đi học lận. Hiếu, em mua đồng hồ tặng cho anh, rồi anh biết lấy gì tặng lại cho em bây giờ đây? Ý có rồi, đây. Ý trời đất ơi, đánh giặc mang đờn thôi làm gì vậy? Văn nghệ. Ý cha nhạc sĩ với cung đàn à. Đánh giặc thì đánh giặc chứ, mà văn nghệ là văn nghệ chứ. Mà cũng tại cái đờn này nghe, thành ra mới có cuộc chia tay đó. Sao tại nó? Ý, quên, cũng tại anh nữa nè. Thiếu gì bài không chịu dạy em ca, đi dạy em cái bài chia tay. Trời ơi, cái bài gì mà khó ca thì mồ đi. Em ca cứ đâm hơi hoài à. Tại em dở đó chứ, bài em phải gì mà khó gì. Em tập cả chục lần em ca mới được đó. Em hư cái đoạn này phải không? Để anh dạo lại em nghe coi phải không nghe. Nè. Ý, đâu phải câu này. Câu này câu em đâm hơi kìa, anh quên rồi hả? Cái câu em đâm hơi đó hả? Nhớ chưa? Nhớ nhớ rồi. Để anh dạo lại cho nghe nè nghe. La 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 la. Giận anh hả? Thôi. Giận cho chút xíu mà giận gì? Thôi. Không có giận. Tay đen nói nè. Không nói gì trơn á. Ta đang ca ngon trớn cái đồn phá ta. Giận xíu mà giận gì? Tay đen. Giận gì kia vậy giận? Đưa tay đi. Anh chưa mong đồn phá em. Bỏ nghe không? Bỏ nghe không? Ui da. Quý vị và các bạn vừa nghe một trích đoạn trong vở cải lương Khách sạn Hào Hoa, tác giả Trần Hà, Lê Quyền, Vũ Kim. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay của Đài Phát thanh Đồng Tháp khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
Thân mến, chào tạm biệt.